Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo cho ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay. Giữa tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh thông xe cầu Hòa Trung và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Nam Căn đến đất mũi Cà Mau. Như vậy, con đường mang tên Bác đã liền mạch từ Bác Bó Cao Bằng đến miền đất cuối cùng của Tổ quốc. Báo Nhân dân khẳng định, so với nhiều công trình giao thông có tầm vóc hoành tráng được thực hiện gần đây, công trình cầu Hòa Trung tuy quy mô nhỏ hơn nhiều, tổng mức đầu tư không lớn, song lại có ý nghĩa hết sức quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối với người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Tổng giám đốc ban quản lý dự án PMU đường Hồ Chí Minh Lâm Văn Hoàng cho biết, đường Hồ Chí Minh từ Nam Căn về đất mũi là đoạn cuối cùng của con đường thiên lý từ Bác Bó đến mũi Cà Mau. Sau hơn 6 tháng triển khai thi công, cây cầu đã hoàn thành, là dự án có thời gian lập và thi công ngắn nhất mà PMU đường Hồ Chí Minh thực hiện và do các nhà thầu tự ứng vốn để xây dựng. Còn đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Căn đất mũi được khởi công tháng 5 năm 2009, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Chiều dài toàn tuyến gần 59 km, đi qua hai huyện Nam Căn và Ngọc Hiển, dừng lại đúng khu công viên văn hóa, du lịch đất mũi. Con đường sẽ gợi mở cho người dân Việt khắp nơi tìm về thăm miền đất tận cùng của đất nước. Không chỉ vậy, nó còn giúp chuyên chở những sản vật rừng, biển nơi đây đi xa hơn, có giá trị hơn. Hôm nay, mùng 7 Tết, kết thúc chuỗi ngày nghỉ ăn Tết vui Tết theo tục lệ cổ truyền, cũng là vừa khéo trùng với lịch nghỉ nhà nước quy định. Ngày mai, cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân sau một cái Tết dài đến 9 ngày. Mục diễn đàn Chủ nhật trên báo Quân đội Nhân dân hôm nay cùng bàn luận về câu chuyện công chức vào xuân. Bài báo cho rằng, như bao năm nay, cảnh báo đã được đưa ra về thứ rình rang sau Tết và động viên mọi công dân sớm bắt tay vào công việc, ổn định nền nếp, chấp hành kỷ luật lao động. Nếu như sự tồn đọng thói tật rề rà Tết, hội, trình mảng công việc trong xã hội ảnh hưởng đến nhịp điệu chung đã là đáng lo, thì đối với công chức, đối với bộ máy công quyền càng đáng quan ngại, càng đáng phải quan tâm khắc phục. Muốn hay không, người công chức trong xã hội luôn được coi là người nhà nước, là mẫu mực trong lao động và ứng xử. Bài báo cũng cho rằng, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị cần gương mẫu trong mọi hành xử cá nhân và xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, chặt chẽ ngay từ cuối năm, để giờ làm việc đầu tiên, ngày đầu tiên, cả tập thể đã vào nhịp hiệu quả. Sau vài lời chúc mừng, câu chuyện đầu năm là câu chuyện công việc. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 2, người dân các tỉnh về quê đón Tết bắt đầu quay trở lại thành phố và đô thị lớn, chuẩn bị nhịp độ làm việc, sinh hoạt bình thường. Ngày 13 tháng 2, lượng hành khách đổ về các bến xe ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tăng mạnh. Tuy nhiên, tình hình bên ngoài bến xe, những đoạn đường dẫn có nhiều xe khách đi qua, nhìn chung không bị ùn ứ nghiêm trọng như mọi năm. Theo phản ánh trên báo Nhân dân, tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng xe từ các tỉnh về bắt đầu tăng mạnh, chật cứng hành khách. Giám đốc công ty quản lý bến xe Hà Nội Nguyễn Tùng Anh cho biết, số lượt xe về bến tăng 30% so ngày thường và tiếp tục tăng lên khoảng 50% vào ngày hôm nay. Các bến đã sẵn sàng phương án tăng cường xe buýt để giải tỏa nhanh hành khách, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong khu vực. Các lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông và công an quận, huyện đã huy động tối đa lực lượng chốt trực tại những điểm giao thông cắt để phân luồng phương tiện, kiểm soát vi phạm nhằm hạn chế những xung đột giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Cũng theo bài báo, đến chiều 13 tháng 2, tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh chưa xảy ra vụ ùn tắc nào nghiêm trọng. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay được nghỉ dài ngày, lượng hành khách về quê trở lại thành phố sẽ không tập trung ồ ạt vào một thời điểm như nhiều năm trước. Thời gian gần đây đến các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi khả năng hát dân ca và sử dụng nhạc cụ dân tộc của học sinh. Việc đưa âm nhạc dân tộc vào các trường tiểu học được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ năm học 2013-2014, xác định là một hoạt động ngoại khóa không thay thế chương trình môn âm nhạc giáo dục phổ thông cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài viết trên báo Nhân dân cho biết, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn nhưng sau đó quyết định này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và đặc biệt là học sinh. Bài báo khẳng định,
việc giáo dục âm nhạc trong trường học là cần thiết, giúp hình thành một nền tảng âm nhạc vững chắc cho thế hệ trẻ. Nhất là trong môi trường xã hội hiện đại, có quá nhiều điều kiện tiếp xúc, thu nhận các thể loại âm nhạc, nghệ thuật, hình thức văn hóa qua các phương tiện truyền thông, Internet, chương trình giải trí, giao lưu. Cần đủ trình độ để chọn lọc những gì có giá trị và thật sự gần gũi với văn hóa dân tộc. Thế hệ trẻ là chủ thể của di sản trong tương lai, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Vì vậy, để giúp các em yêu quý, trân trọng và có ý thức gìn giữ âm nhạc truyền thống của dân tộc, rất cần sự quan tâm, đầu tư thực chất, có chiều sâu của nhà trường, gia đình và xã hội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo cho ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.